Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác. Ở đây là một cái cục công suất của con Bioner nhé. Con này là con Bioner, mã của nó là con B5MD các anh nhé. Đấy, B5MD. Đấy. Bioner B5MD. Đấy. Đấy. Cục công suất size chung của Bioner. Đấy. Rất là khủng và đồ sộ. Các bác nhìn thấy không? Rất đồ sộ khủng. Đấy. Đồ sộ và rất là khủng luôn. Đấy. Đấy nhìn đấy ngoại hình của con Builder đây. Đấy, xung quanh góc cạnh của nó đây. Đấy. Ui sa. Rất là nặng nhé. Con này rất là nặng. Công suất cũng rất là khủng. Đấy. Con Builder này có công suất lên tới tận 120W, đấy, gần bằng một con Omni Sai 43 luôn rồi. Khủng khiếp không? 100V 120W nhé, và được sản xuất tại Nikawa Nhật Bản. Đấy. Hàng Medizaben này. Mã này XLP5MD nhá. Đấy, và nó có đường cắm để mình có thể là kết nối với điện thoại máy tính đây, là đường này. Đường CD2 này. Thì muốn chuyển đường CD2 này rất đơn giản thôi. Trước đây trước mặt đây nó có đường CD này. À, có đường MD này, các anh ấn cái MD, các anh nhìn thấy chữ MD gạch ngục gạch chuột CD2 không? Thì các anh ấn lần hai nó sẽ ra là CD2 này, thì mình sẽ đã kết nối xong với mình đã chuyển xong đường vào sang đường CD2 này, thì bây giờ chỉ cần bật nhạc lên là nghe nhạc thôi, đơn giản nhé. Đấy. Rất đơn giản nhé. Đấy. Xong thì vẫn tiếng này là nó nghe được nhạc thôi. Đấy, thấy không? Đơn giản các anh nhá. Và ở trên đây nó sẽ có các chế độ nghe nhạc này, như là han, hôn này, movi này, movi be này, disco này nhá. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Dây loa mất rồi. Đấy. Thế là mình đã nghe được nhạc từ điện thoại máy tính ra. Đơn giản không ạ? Đến này em bán về các bác cả cái điện thoại máy tính nghe nhạc luôn nha. Còn em không bán về các cái mặt còn lại đâu. Nhưng mà thôi em cứ thử cho các bác về cái CD một tí nhá. Đây CD đĩa nuốt này. Đây CD đĩa nuốt này mình sẽ đẩy đĩa vào đây thì nó sẽ nuốt đĩa vào. Đấy. Đấy, và đây ví dụ có tiếng nó sẽ phát ra luôn. Đấy, CD vào đây đi. Cái này con này không đọc đĩa các bác ạ. Không đọc đĩa rồi nha. À. Thì đấy nuốt luôn cái đĩa vào đây rồi, chờ đây ra nữa đấy nhá. Thì đây để thử tắt ở đây rồi. Cùng nó cũng ra đấy nhá. Đấy thì đây muốn nghe điện thoại máy tính là các anh ấn nút này chuyển sang đường CD2 nhé. Nó sẽ đang nghe được thôi, đơn giản. Những cái dòng này tiếng bass nó cực kỳ mạnh luôn. Bác nào thích nghe remix các thứ thì đây là một cái con công suất nó đáp ứng rất tốt cái còn phần remix nhá. Với công suất 120W này thì nó kéo các cặp loa bass khoảng 16-18 OK nhá. Đấy. Thì
Thì con B5MD này thì em bán về các bác cặp điện thoại máy tính nghe nhạc với giá là đi 900. À, bác nào mua liên hệ cho bên em, số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 nhé. Xin chào các anh ạ.